Đây một cây lộc vừng rất là đẹp, cây cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì mùa ra bông, ra rất là nhiều bông. Cây được uống rất là đẹp luôn. Thì cây này có nhiều người đã trả, nghe tới là lên giá tới 30 triệu rồi, nhưng mà người ta không bán. Rất là đẹp. Hiện tại thì có một số bông, một số chùm bông thôi. Vài ngày nữa thì chắc là ra rất là nhiều bông. Cây được trồng trong một cái chậu khá là đẹp, một hòn non bộ đá. Rất là tuyệt vời. Lộc vừng khi nó ra bông thì rất là đẹp, từng chùm mà nó hồng xuống, nó là cực kỳ đẹp. Cây này rất là có giá trị. Tại thì gần Tết nó ra những cái chùm bông nè và đọt non rất là nhiều. Cái đây chừng 10 ngày nữa thì ra rất là nhiều bông. Cây này mà nó ra đúng cái lúc mà nó nở bông phải nói là cực kỳ đẹp, ra rất là nhiều bông. Tiếc là cái thời điểm mình quay hiện tại bây giờ thì nó chưa nở. Quay đúng cái thời điểm mà nó nở bông thì phải nói là rất là đẹp.